À, chào các bác, hôm nay em đặt trần quay cho bác cấu hình bộ âm thanh cổ gồm cặp loa Sansui SP7700 và trước âm ly Sansui 5000A. Qua thì bên em có lên sóng con 7700 của Sansui và con Kenwood KL3 số 8 của Kenwood, thì cặp Kenwood bán rồi. Hôm nay còn cặp Sansui thì em đem ra em phối ghép với trước âm ly Sansui 5000A rất là hay và hợp lý. Em sẽ quay chi tiết và test một chút nhạc cho các bác chúng ta cùng nghe. Đầu tiên là về em Sansui 5000A. Con này thì shop đặt trần tuyển chọn rất là đẹp, từ mặt mũi đến ruột gan đến phần vỏ gỗ còn rất là mới. Sansui model 5000A được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Đấy, giá của nó hợp lý, nó không quá đắt như 5000X. Các bác chơi 5000A thì hoàn toàn hợp lý. Đây, phần vỏ gỗ rất là đẹp và cái vỏ gỗ này là zin nguyên bản mộc mạc nhé, không có spa hay là vernis gì cả. Đấy, và mặt mũi thì nét căng luôn, không có chảy xước. Đấy, mặt mũi rất là mới. Sansui dòng 5000A, con này thì đa cầu điện, bên em đang để 220V và nó đánh 4 sò Toshiba chữ đỏ. Đấy. Tiếp theo thì em quay cái cặp loa Sansui SP7700, con này thì rất là mới, còn nguyên cả khai sinh. Đây, còn nguyên cả cái tem khai sinh 7700X, và cái lưỡi căng của nó còn rất là mới. Đấy, nó chưa hề gãy bất cứ một nan nào. Đây, cái lưỡi căng của nó còn rất là mới, đẹp như thế này. Cấu hình tuyến loa xuất sắc luôn. Đấy, một bát 40. Đấy, màng là giấy gân vải lụa, một loa trung giấy, một loa chép còi và hai siêu chép giấy. Có một vi tinh chỉnh ở đây. Đấy, model của nó là 7700. Đấy. 4 way, 5 speaker. Bên này cũng thấy ạ, đây hình thức còn rất đẹp, nột nà. Và con này thì hoa hậu luôn. Đấy, em là số 2 thì không ai về số 1 được cả. Rất mới. Đấy. Còn nguyên cả tem, sao đặt trần tuyển chọn được em này rất kỹ. Đây, tuyển chọn được em này rất kỹ thưa các bác. Đây, hình thức này vô cùng là bắt mắt luôn. Đấy, quá tuyệt vời. Trước âm ly Sansui 5000A. Đây, em tháo sẵn ốc rồi, bây giờ em sẽ tháo cho các bác xem cái phần nội thất của em 5000A này. Vâng, em này nội thất thì sắt xi 7 màu. À, đây ạ. Nội thất thì sắt xi 7 màu và gỗ zin nhé. Đây ạ, nội thất thì quá mới luôn. Đấy. Để kiếm được những em 5000A như này thì không có nhiều đâu. Đấy, máy chạy 4 sò Toshiba chữ đỏ. Này. Đấy, nội thất sắt xi 7 màu, tụ nguồn. Hình thức còn rất là mới. Đấy, em này thì đây, có cả kích tên lửa các bác nhé. Đấy. Đấy, có cả kích tên lửa, hình thức rất đẹp. Đấy, chất âm không hề thua kém 5000X, tuy nhiên cái giá rất hợp lý. Đấy, phần đáy này còn mới keng. Đấy, phần đáy còn mới keng luôn thưa các bác. Bây giờ em sẽ lắp lại và đấu dây cũng như là test cho các bác. Đây, các bác xem nhé. Đấy, vì kích của nó với kích tên lửa đây. Đấy, không khác gì 5000X mà cái giá này rất là tốt. Con này chỉ có 15 triệu rưỡi thôi. Đấy. Em sẽ đấu vào và test cho các bác nghe. Vâng thưa các bác, với cái cấu hình bộ âm thanh em đặt trần xin được báo giá như sau. Cặp loa Sansui 7700 có giá 14 triệu rưỡi, trước âm ly Sansui 5000A là 15 triệu rưỡi.
Đấy, chọn bộ hai món chỉ có 30 triệu đồng thôi. Các bác đã có thể sở hữu được một cái cấu hình âm thanh cổ rất hay trong cái tầm tiền. Và bác nào chơi bằng cối thì chúng ta chỉ cần kết hợp với một chiếc đầu bằng cối tầm 10 triệu nữa là ok rồi. Bây giờ em sẽ test nhạc cho các bác chúng ta cùng nghe. Sắc trong trẻo. Vâng, các bác đang được nghe với cái cấu hình âm thanh gồm cặp loa Sansui SP7700, cặp loa có mức giá bán 14.500.000 đồng, kết hợp với chương đi Sansui 5000A có giá bán 15.500. Các bác quan tâm bất cứ sản phẩm nào hoặc là chọn bộ sản phẩm này hãy alo cho em. Em đặt Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em ship hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship.